Xin chào các bác, như các bác đã biết thì lá lốt có hơi cay, có vị nồng, tính ấm, có tác dụng làm ấm bụng, trừ lạnh và giảm đau. Thường dùng để chữa đau nhức xương khớp, chứng ra nhiều mồ hôi tay chân, mụn nhọt rất hiệu quả. Và ngày hôm nay, Mẹo Dân Gian sẽ chia sẻ tới các bác phương pháp chữa đau nhức xương khớp, ra mồ hôi tay chân với lá lốt. Nếu các bác đang gặp phải tình trạng này thì hãy xem hết video của ngày hôm nay nhé. Đối với những nguyên nhân gây ra đau nhức xương khớp khác nhau thì sẽ có cách chế biến lá lốt khác nhau. Mẹo Dân Gian sẽ chia sẻ chi tiết tới các bác từng phương pháp. Thứ nhất là phương pháp chữa đau lưng, xương khớp gối, bàn chân tê buốt. Các bác chuẩn bị 50g rễ lá lốt tươi, 50g rễ bưởi bung, 50g rễ cây vòi voi, 50g rễ cỏ xước. Đem tất cả đi sao vàng và xác lấy nước uống, chia uống 3 lần trong ngày. Thứ hai là trị đau nhức xương khớp khi trời trở lạnh. Các bác lấy khoảng 30g lá lốt tươi, đem nấu cùng với 2 bát nước, cho đến khi còn nửa bát thì tắt bếp. Các bác dùng để uống sau bữa tối, duy trì liên tục đều đặn trong khoảng 10 ngày để thuyên giảm các dấu hiệu. Thứ ba là trị sưng đau ở đầu gối. Các bác cần chuẩn bị 20g lá lốt, 20g ngải cứu. Sau đó các bác đem rửa thật sạch, rồi giã nát. Các bác tiếp tục chưng trên bếp với giấm, rồi đắp lên vùng đầu gối bị sưng đau, áp dụng 10 ngày liên tục để cải thiện tình trạng bệnh. Đối với chứng ra nhiều mồ hôi tay chân, thì các bác lấy 30g lá lốt tươi, rửa sạch rồi để ráo. Sau đó cho vào 1 lít nước, đun sôi khoảng 3 phút. Khi sôi thì các bác nhớ thêm một ít muối. Sau đó các bác đổ ra chậu để dùng ngâm tay và chân thường xuyên trước khi đi ngủ. Các bác thực hiện liên tục trong 5 đến 7 ngày. Công dụng của cây lá lốt đạt hiệu quả trong điều trị khá nhiều bệnh và giúp bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Tuy nhiên thì việc sử dụng cũng cần thận trọng để tránh các tác dụng phụ có thể xảy ra. Để đảm bảo an toàn thì các bác cần tham khảo kỹ thông tin trước khi sử dụng và lưu ý những điều sau. Thứ nhất, lá lốt có tính nóng nên nếu phụ nữ đang cho con bú sử dụng quá nhiều có thể bị mất sữa hoặc làm sữa bị loãng không đủ chất. Thứ hai, người đang bị nóng gan, nhiệt miệng, đau dạ dày không nên sử dụng lá lốt vì có thể khiến tình trạng bệnh trở nên nặng hơn. Thứ ba là ăn quá nhiều lá lốt, khoảng trên 100g mỗi ngày, có thể khiến các bác gặp một số vấn đề về hệ tiêu hóa như khó tiêu, đầy bụng và ở nóng. Hy vọng rằng với những chia sẻ ngày hôm nay của Mẹo Dân Gian sẽ giúp các bác có thêm cho mình những phương pháp chữa đau nhức xương khớp và ra mồ hôi tay chân hiệu quả. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.